Cô công chúa này là người phụ nữ đẹp nhất Hy Lạp, nhưng cô cũng là người phụ nữ đáng thương nhất, bởi vì cô bị một anh ác ma yêu thầm. Mỗi khi vào đêm khuya, linh hồn của công chúa sẽ bị tách khỏi thể xác. Một anh điêu bay từ sa mạc đến đậu trên ban công. Anh điêu này không hề đơn giản tí nào đâu. Không những biết bay mà còn có một chiếc lồng siêu to khổng lồ. Chỉ nghe thấy anh điêu kêu lên một tiếng kỳ quái, hồn phách của công chúa lập tức ngoan ngoãn đi vào trong lồng sắt, đóng cửa lồng lại. Anh điêu cắp lấy liền bay đi. Bọn họ bay qua núi cao, băng qua vực thẳm, đến một vùng đầm lầy. Ở nơi đây xương trắng đầy đất, tử khí nặng nề. Đây chính là hang ổ của anh ác ma đó. Anh ác ma này cũng không hề đơn giản. Anh là con trai của nữ thần biển cả, nhưng vì đắc tội với thần rớt nên bị ông ta biến anh thành bộ dạng quái vật như này. Cũng vì say đắm sắc đẹp của công chúa nên mỗi tối anh ác ma đều bắt công chúa đến với mình. Nhưng công chúa không muốn gả cho một con quái vật. Anh liền đặt ra một lời nguyền, chỉ có người trả lời đúng câu đố của anh ta mới được cưới công chúa về làm vợ, nếu không sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro. Ý tứ của ác ma rất rõ ràng, chứ anh đây đừng hòng có ai cưới được nàng. Công chúa lúc này cảm thấy vô cùng đau khổ và ấm ức, nhưng cô vẫn là một cô gái kiên cường. Sau khi quay về liền tiến hành xem mắt chồng trên toàn quốc. Câu hỏi của anh ác ma là, chuột Jerry và chuột Mickey đều biết đi bằng hai chân, vậy con vịt nào cũng biết đi bằng hai chân? Vô số dũng sĩ đến xếp hàng dài nhưng không ai trả lời được. Hết người này rồi đến người khác trả lời sai đều bị thiêu cháy. Ý tứ của công chúa cũng rất rõ ràng, cho dù đàn ông trên thế gian này chết hết ta cũng không gả cho ngươi. Bí mật của ác ma và công chúa vô tình bị một anh chàng nhìn lén được. Chàng trai này không phải là ai khác mà chính là á thần nổi tiếng Perseus, con trai của thần rất tiếng xấu lẫy lừng. Rất yêu ái tặng cho con trai ba món bảo bối: một thanh kiếm có thể chặt đứt được bất cứ thứ gì, một cái khiên có thể chặn được mọi thứ. Nếu dùng thanh kiếm đó để đấu với cái khiên thì sẽ như thế nào nhỉ? Rất nói bố mày cũng chưa nghĩ tới trường hợp như này. Để chữa cháy, ông tặng thêm cho anh một chiếc mũ có thể giúp cho Perseus tàng hình. Cũng nhờ có chiếc mũ này mà Perseus dễ dàng đi vào tẩm cung của công chúa mà không bị phát hiện. Vì để cứu giúp công chúa, Perseus phải đi thuần phục chú thiên mã cuối cùng của thế giới này. Nhờ chiếc mũ tàng hình mà Perseus dễ dàng tiếp cận được thiên mã. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng chú thiên mã này cũng chịu khuất phục Perseus. Đợi khi anh điêu lại một lần nữa bắt đi hồn phách của công chúa, Perseus cưỡi lên phiên mã bay ở phía sau. Sau khi công chúa rời đi, ác ma phát hiện được dấu chân của Perseus. Hai người sau đó nổ ra một cuộc chiến đấu kịch liệt. Ngày hôm sau tại hoàng cung, công chúa lại một lần nữa tổ chức một cuộc tuyển chọn kén chồng. Hoàng hậu hỏi còn có người dũng cảm nào đến để cầu hôn không? Đám đông lại im lặng không một tiếng động. Bây giờ đã không có ai dám trả lời câu đố của công chúa nữa rồi. Ngay lúc này một dũng sĩ anh dũng đẹp trai khoai to tiến vào. Đáp án câu đố của công chúa rốt cuộc là gì? Liệu Perseus có thể trả lời được và lấy công chúa làm vợ hay không? Sau khi nghe xong câu hỏi của công chúa, Perseus nói ra đáp án chính là: bình luận được nhiều like nhất bên dưới video này. Công chúa mừng đến rơi nước mắt. Cô đúng thật là không dám tin có người trả lời được. Tiếp theo Perseus lấy ra một cánh tay bị chặt đứt. Thì ra chính vào tối qua anh đã đánh bại được ác ma. Công chúa không còn phải sống trong đau khổ sợ hãi nữa. Hoàng hậu vì hai người tiến hành hôn lễ long trọng. Ai ngờ trong hôn lễ bức tượng thần biển cả trong cung điện đột nhiên gãy đổ. Thì ra anh ác ma vẫn chưa bị Perseus tiêu diệt. Anh ta chạy đến tìm bà mẹ là nữ thần biển cả để chống lưng cho mình. Rồi đưa ra một ý tưởng đáng sợ là thả quái vật Bắc Hải Kraken ra để đối phó với Perseus. Thấy con trai của mình bị người ta làm cho bị thương, nữ thần đương nhiên là phẫn nộ rồi. Bà nói với hoàng hậu 30 ngày sau biển cả nổi giận, phải đem công chúa hiến tế cho quái vật biển khổng lồ, nếu không bà ta sẽ sai con quái vật kia hủy diệt đất nước này. Mọi người nghe xong sợ hãi, không nhịn được ỉa ra quần như em hân xe khách, mà hành động này cũng khiến cho Perseus vô cùng tức giận. Thế nhưng quái vật biển khổng lồ này vô cùng đáng sợ, nếu không phải nhân vật chính chắc anh cũng lên ngựa cao chạy xa bay trước rồi. Đang lúc vò đầu vắt óc suy nghĩ thì một binh lính nói với anh, có thể phù thủy ở dòng sông sự thật, không gì là không biết sẽ có được cách đối phó con quái vật. Trong lúc này, anh ác ma đã lén đem theo quân lính của mình phục kích bắt đi thiên mã của Perseus. Không còn cách nào khác, Perseus đành dẫn theo một đoàn binh lính đi tìm nơi ở của phù thủy. Trong lúc bị lạc đường thì một con cú có gai từ xa bay đến. Con cú thông thái này là bản sao của cú thần Bubo do Hephaestus chế tạo. Nó đến đây để dẫn đường cho Perseus. Con cú dẫn đoàn người băng qua sa mạc mênh mông vô tận, rồi băng qua những dãy núi dài. Cuối cùng cũng đến nơi ở của các phù thủy, mà đến thăm hỏi các phù thủy này phải vô cùng cẩn thận, tính cách của bọn họ cực kỳ hung dữ tàn bạo. Perseus phải dùng mưu kế giành lấy quả cầu thủy tinh của các phù thủy, đây cũng chính là con mắt duy nhất của bọn họ. Anh lấy quả cầu để uy hiếp ép phù thủy nói ra cách để đối phó với quái vật biển khổng lồ. Mấy bà phù thủy không còn cách nào đành phải nói ra một phương pháp gần như không thể nào thực hiện được, đó là phải tìm được yêu quái đáng sợ đang bị giam giữ ở bên bờ địa ngục. Nó là con yêu quái đầu rắn Medusa, cô ta có một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Bất kỳ sinh vật nào nhìn vào mắt cô ta đều sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Mà tất cả những người nhìn thấy cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ có ai sống sót mà quay trở về. Lần hành động này vô cùng nguy hiểm nhưng Perseus không thể nào không đi. Perseus dùng một đồng vàng để mua chuộc người lái đỏ. Anh cùng ba tùy tùng của mình băng qua dòng sông địa ngục. Mọi người đến được một căn miếu thần đổ nát nơi Medusa sinh sống. Ở đây khắp nơi đều là những người bị hóa thành đá.
một binh sĩ bị Medusa tập kích tấn công. Perseus sợ hãi vội vàng trốn đi. Qua sự phản quang của tấm khiên, anh nhìn thấy Medusa tay cầm cây cung. Perseus không dám thả lỏng một chút nào, chỉ có thể thông qua tấm khiên quan sát nhất cử nhất động của Medusa. Medusa bắn ra mũi tên sắc nhọn vào một võ sĩ làm anh ta ngã lăn ra đất. Tiếp theo cô ta sử dụng đôi mắt có thể hóa đá người khác. Võ sĩ trong chớp mắt bị biến thành một bức tượng đá. Mắt thấy không thể công kích một cách trực diện Medusa, Perseus ném ra một ngọn đuốc. Sự chú ý của Medusa bị thu hút qua đó. Đợi lúc cô ta tiến lại gần, Perseus dùng một tốc độ nhanh như chớp vung thanh kiếm sắc nhọn của mình, chém một nhát chuẩn xác, thành công lấy được đầu của Medusa. Thời gian 30 ngày đã đến nhanh như chớp. Công chúa vẫn còn chưa đợi được người trong lòng đã bị đưa đến bờ biển phía bắc, chuẩn bị hiến tế cho quái vật biển khổng lồ. Lúc này Perseus chắc chắn không thể về kịp nữa rồi. Đồng đội của Perseus còn đang bị tên ác ma tập kích. Vừa chiến đấu với Medusa xong nên thể lực Perseus bây giờ không thể nào đánh bại hắn được. Trong thời khắc nguy cấp, Perseus chụp được thanh kiếm thần. Anh ném bừa một phát tiêu diệt được anh ác ma luôn. Perseus sức cùng lực kiệt cố gắng bỏ lết đến bên dòng sông. Mà lúc này thần biển cũng giữ uy tín thả con quái vật biển ra. Nó vươn móng vuốt to dài vươn đến công chúa. Vào lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì Perseus cưỡi trên lưng thiên mã vội chạy đến. Hóa ra nhờ có cú thần có gai đã liều mình đến xào huyệt ác ma giải thoát cho thiên mã. Perseus kịp thời đến cứu công chúa, anh giơ cái đầu của Medusa lên, một luồng ánh sáng hủy trời việt đất từ đôi mắt Medusa bắn ra ngoài. Trong chớp mắt quái vật biển khổng lồ biến thành một pho tượng đá, sau đó nát ra hàng trăm mảnh rơi xuống đáy biển. Cuối cùng Perseus cứu được công chúa, mọi người vang lên hoan hô. Hai người một lần nữa tổ chức hôn lễ hoành tráng long trọng. Rất vô cùng hài lòng với biểu hiện của con trai mình, ông quyết định ban thưởng cho người anh hùng này. 100 năm sau, Perseus được biến thành một chòm sao mang tên Perseus trên bầu trời. Thần thánh có thể bị lãng quên, thế nhưng mỗi khi con người ngẩng đầu lên bầu trời sẽ nhớ đến những câu chuyện huyền thoại hào hùng lãng mạn trong thần thoại Hy Lạp. Video của mình đến đây là hết rồi nha các bạn. Nếu thấy hay thì cho mình một like ủng hộ kênh phát triển nhé. 10 điểm review, xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ sau nhé. Bye bye!